Xin chào các bác nhé, em vẫn là em bên xe điện Thiên An đây. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác cái sản phẩm cái thiết bị đèn chiếu sáng, hỗ trợ chiếu sáng cho xe lăn điện và là cổng USB để lấy điện ra sạc cho điện thoại luôn nhé các bác nhé. Thì con này thì các bạn gần ví dụ như đây là một cái tay điều khiển nhé các bác nhé. Đây là một tay điều khiển, nó tất cả những hãng tay điều khiển khác thì đằng sau đều có một lỗ cắm này các bác nhé, đều có cái chân cắm điện sạc này vào và chính là cái chân cao đông để lấy điện ra đây các bác nhé. Thì các bác thì nếu như mà cắm thì các bác mà chế cháo thì có rất là nhiều bác mà chế cháo ra và cái tay điều khiển nó bị cháy. Lý do là các bác cắm nó không đúng đầu và trong này nó có hai chân, nó chỉ có hai chân lấy điện, hai chân điện một chân phụ thôi, các bác quẹt vào đấy cái là cháy luôn. Đấy thì cái này, con này thì nó là cái con mà đèn nó tích hợp đầy đủ hết rồi. Đấy, bên nhà máy họ đã làm, họ sản xuất. Đấy, con này nó có cái mạch sạc nhanh QC 2.0. Đấy, con này nó là lên được 10W các bác nhé, nó sử dụng đèn đây. Đấy, con này thì cắm rất đơn giản, các bác nhìn này, cắm này, nó có 3 chân. Và cắm y hệt với cả cái điều khiển của các bác. Đấy, y hệt cái chân, cái xác điều khiển. Đấy, và cắm này, cắm vào cái là có điện luôn. Cắm cho bác này. Đấy, cắn cái bật thì có điện luôn, đèn thì chúng ta phải quay lên quay xuống được. Đấy, quay lên quay xuống được, tùy theo tay điều khiển. Nó có cái cổ gật gù nữa bác nhé, này. Nó cổ gật gù này. Rồi quay lên quay xuống được, đấy. Đấy, quay góc độ 45 độ đấy, khi mà để như này thì đèn nó khá sáng các bác nhé. Đây em đang có đèn pha này, em sẽ tắt cái đèn đi cho các bác thấy không? Nó sáng như nào đấy, khá sáng các bác nhé. Đảm bảo là chiếu sáng đi đường là sáng như một cái đèn pin. Đấy, sử dụng bóng led mà vô cùng tiết kiệm điện. Đấy, cái loại bóng này rất là tiết kiệm điện nhé. Ở bên cạnh nó thì có luôn một cái cổng sạc. Đấy, cổng sạc này là cổng sạc USB các bác nhé. USB công tắc là tắt mở đèn này. Giờ thò chúng tắt mở được luôn. Đấy, tắt này. Mở này. Đấy, con này đặc biệt nó không cần phải các bác phải bật cái nguồn này. Đấy, lúc nào nó có điện các bác nhé. Đấy, các bác cứ cắm vào là sử dụng được rồi và chúng ta tắt đi sử dụng để sạc điện thoại ấy. Trong trường hợp mà nhà ta mất điện mà không có đèn thì dùng cái đèn này chiếu sáng thoải mái các bác nhé. Cái này thì bên Thiên An đang phân phối sản phẩm này ở trên đường link Shopee. Em là kỹ thuật Thiên An thì các bác mua xe lăn điện hay sửa xe lăn điện thì các bác ủng hộ em cái sản phẩm này, giá nó chỉ hơn 100.000 thôi. Đấy, các bác liên hệ vào cái đường link Shopee. Đấy, em ghi ở phía dưới video này. Hoặc là các bác mà mua hàng thì các bác nhắn tin địa chỉ và số điện thoại của em gửi cho bác đây. Đấy, có nhiều bác mà nhắn tin Zalo cho em. Em thì thường thường các bác gọi điện cho em nhé. Về Zalo thì em ít đăng nhập cái số kỹ thuật này, em mới đăng nhập cái số cá nhân của em. Đấy, nhưng các bác cần có nhu cầu sửa thì các bác gọi điện trực tiếp. Sửa xe lăn hoặc mua cái thiết bị các bác gọi điện trực tiếp. Để nhắn tin số điện thoại qua thì em sẽ gửi hàng về tận nơi các bác kiểm tra, cắm vào các bác thanh toán nhận hàng. Đấy, tay nào có chỗ cắm bác nhá. Đấy, tay nào có chỗ cắm đấy. Đây cắm thì rất đơn giản thôi, cắm một cái được luôn. Đây là cái tay em test cho các bác ở đây. Đấy, các bác cần mua thì số lượng nhiều cũng có, bán buôn bán sỉ cũng có, bán lẻ cũng có. Đấy, sản phẩm này em bảo hành cho các bác là 3 tháng một đổi một các bác nhé. Đấy, cảm ơn các bác theo dõi video. Đấy, các bác có nhu cầu thì lòng liên hệ với số điện thoại của em ghi ở trên màn hình. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào tạm biệt các bác.